Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm canh tí. Ngày này là ngày kỵ mùi tháng bính tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỷ giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh à, thiên thượng hỏa ngày kỵ mùi tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm thiên thượng hỏa kỷ tuổi quý Sửu ất Sửu ngày thuộc hành hỏa khắc hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày mùi lục hợp với ngọ tam hợp với mão và hợi thành màu cục xung với sửu hình sửu hại tý phá tuất tuyệt sửu. về tuổi xung khác trong ngày tuổi đinh xỉu ất xỉu tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao U Vi Tinh tốt mọi việc, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc, sao Sát Cống Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao Kim Thần Thất Sát, sao Ngũ Hợp tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao hoàng vu sáu mọi việc, sao băng tiêu ngoại hãm sáu mọi việc, sao hà khôi sáu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa, sao trùng tang kỵ cưới hội, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa, sao trùng phục kỵ giá thú, an táng, sao chu Tức hắc đạo kỵ về nhà mới khai trương, sao nguyệt hình sáu mọi việc. Sau ngủ hư khởi kỵ khởi công cưới hỏi an táng sao tứ thời cô cỏ kỵ cưới hỏi về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng chính nam sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Tý đầu óc rất chi là minh mẫn, linh hoạt hơn thường ngày và dễ gặt hái được nhiều thành công trên con đường công danh sự nghiệp với mình, cùng với đó thái độ nghiêm túc, tận tâm với công việc của bạn mệnh cũng được mọi người đánh giá rất chi là cao nữa. Tuy nhiên, ngày này với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có ngộ hành, tí mùi tương hại, cái điều này khiến cho bạn tuổi Tý dễ phạm phải tiểu nhân, bị tiểu nhân quấy phá, ít nhiều ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng làm việc của bạn và bạn mệnh nên bè đề phòng vẫn hơn. Và trong ngày này với bạn tuổi Tý, dựa theo quy luật tương sinh tương khắc thì trong ngày này thủy sinh chôn mộc, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý có phần được tốt đẹp, tình cảm của bạn tuổi Tý diễn ra rất chi là suôn sẻ, hạnh phúc, đôi bên cùng biết quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, tình yêu vững bền thiêu năm tháng nữa nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Tý trong ngày, bạn có được nhiều cơ hội để cải thiện về tình hình tài chính của bản thân, số gặp được quý nhân, công việc thuận lợi, cầu tài, xuất hành đều tốt. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, tình cảm ngọt ngào, đôi lứa đắm chìm trong hạnh phúc, tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, công danh sáng lạn, gặt hái được nhiều thành công, tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, tài năng xuất chúng, dễ bị tiểu nhân ganh ghét, tử vi tuổi canh tí, thuộc thổ, đề phòng quốc kẻ nối xấu sau lưng, ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân, tử vi tuổi nhâm tí, thuộc mộc, may mắn ngập tràn, mọi sự như ý. Đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu, thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có điểm báo không được máy xôn xịa cho lắm khi mà ngày này đối với bà tuổi Sửu bạn đang gặp ngày cuối cục diện ngộ hành tương hình cái điều này cho thấy bà tuổi Sửu đang có phần tự tin thái quá lúc nào cũng muốn xông lên phía trước mà không suy nghĩ thấu đáo hậu quả trước sau nên dễ mắc phải sai lầm Ngày này đối với bạn tuổi Sửu, dù bạn là người thông minh, nhạy biến nhưng dễ bị ba hoa, chú trọng vẻ bề ngoài, thiếu đi sự kiên nhẫn nên mọi sự đều khó có thể đạt được theo kỳ vọng. Bạn mệnh tuổi Sửu nên nhìn nhận khuyết điểm và sửa đổi bản thân mình để cải thiện vận trình của những ngày tiếp theo theo hướng tốt đẹp hơn nhé. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu, ngày này thời tiết thay đổi thất thường, dễ khiến cho bạn tuổi Sửu bị các bệnh liên quan tới đường hô hấp, amidan, bạn mệnh nên chú ý ăn mặc, ăn uống khoa học, chú ý giữ gìn sức khỏe nữa nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, công việc bất ổn nên suy nghĩ thấu đáo để tránh phạm sai lầm. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy thừa nhận khuyết điểm tích cực sửa sai, vận mệnh sẽ cải biến tốt hơn. Từ vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa, thông minh, nhạy biến, dễ chạm thành công. Từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ, chú ý sức khỏe bằng cách ăn uống khoa học, tập thể dục thể thao đều đặn. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc, kiên nhẫn trong giao tiếp, thận trọng trong công việc, may mắn sẽ mỉm cười. Về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu cà phê quý nhân phụ trợ tuổi Tý tuổi Tỵ tuổi Dậu tử vi tuổi dần thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần đang có điểm báo con đường tình cảm của bạn không được tốt cho lắm đường tình duyên không được như ý khi luôn có kiếp tài điêu bám vợ chồng dễ nảy sinh tranh cãi tranh chấp ảnh hưởng nghiêm trọng tới hòa khí gia đình tuy nhiên với bạn tuổi dần trong ngày này đường tình duyên có chút rắc rối nhưng trong công việc bạn tuổi dần lại có được sự nhiệt tình hăng hái giúp đỡ mọi người nên nhận được sự yêu mến ở khắp mọi nơi đó chính là lý do tại sao với bạn tuổi dần khi gặp khó khăn bạn mệnh luôn được quý nhân đồng hành giúp vượt qua được kiếp nạn nữa nhé và ngày hôm nay đối với bạn tuổi dần ạ nên chú ý vận động nhẹ nhàng để tránh mắc phải những căn bệnh liên quan tới cột sống. Hãy luôn nhớ rằng sức khỏe luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu, dù có bận trăm công nghìn việc cũng không nên bộ bê bản thân mình bạn tuổi dần nhé. Cái điều này sẽ góp phần cho bạn tạo dựng một tương lai rực rỡ và huy hoàng hơn nữa đó. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy hang hái nhiệt tình, được mọi người yêu mến, tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, quý nhân đồng hành, giúp bản thân dễ vượt qua được kiếp nạn, tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, nên chú ý vận động nhẹ nhàng, tránh để ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, chăm sóc bản thân, tận hưởng thú vui cuộc sống, tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, vợ chồng nên nhận nhịn, tránh ảnh hưởng tới hòa khí gia đình, về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi ngọ. tử vi tuổi mão thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mão, Chua chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi phù trợ. Cho nên, công việc với bạn tuổi mão trong ngày hôm nay rất chi là thuận lợi, sự nghiệp thì phát triển, thi cử, học hành đều đạt được kết quả tốt và với bạn mệnh tuổi mão có khả năng mở rộng mối quan hệ xã giao, ký kết được những hợp đồng có giá trị, hứa hẹn đem lại nguồn thu lớn cho tương lai của bạn nữa. Ngày này với bạn tuổi mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp sẽ giúp cho đôi bên có sự thấu hiểu, thông cảm và bao dung cho nhau. Tất nhiên, bên cạnh những ưu điểm thì ai cũng sẽ có những thiếu suốt. Xong, không vì thế mà hai bạn từ bỏ tình yêu, ngược lại, lại càng gắn bó với nhau hơn. Ngày này đối với bạn tuổi mão, tỷ kim chiếu mệnh, góp phần đem thêm may mắn đến cho bạn tuổi mão, giúp cho tình cảm gia đình ngày một thêm kháng khít, gắn bó hơn, tình cảm chị em, tình cảm anh em, tình bạn bè, tình đồng nghiệp đều tiến tiện rất chi là tốt đẹp. Và với ba tuổi mão trong ngày này đang có được báo hiệu đầu tư thuận lợi, buôn bán đắt hàng, thi cử, phỏng vấn liên quan tới hồ sơ giấy tờ đều được hơn người, ký kết hợp đồng, xuất hành đều tốt nữa. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, thần may mắn sôi đường, mọi việc đều được thuận buồm xuôi gió. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, mối quan hệ xã giao rộng mở, sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý, từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, tình cảm thăng hoa, vững bền theo năm tháng, từ vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, chân thành, bao dung, đối xử tốt với mọi người, ai cũng yêu mến, từ vi tuổi Quý Mão thuộc kim, đường tình hanh thông, tình cảm vợ chồng nồng nàn, say đắm. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi thìn thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi thìn á, chua chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi. Cho nên với bạn tuổi thìn có thể sẽ có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra với bạn. Và với bạn tuổi thìn, bạn mệnh rất dễ sao nhã, mất tập trung cho công việc cho nên hiệu quả không được như mong muốn. Bên cạnh đó, trong ngày này đối với bạn tuổi thìn, bù lại cho công việc của bạn không được tốt thì về cái phương diện tình cảm của bạn lại có phần được sáng lạng hơn. Bạn tuổi thìn, bạn có được sự nhiệt tình và ân cần quan tâm tới nửa kia giúp cho bạn mệnh nhanh chóng vượt qua sự chán nản, lấy lại động lực để phấn đấu trong công việc của mình nữa nhé. Bên cạnh đó, với bạn tuổi thìn, suy nghĩ, tính toán cẩn thận trong việc chi tiêu cũng giúp cho bạn tiết kiệm được một khoản tiền kha khá chuẩn bị cho những dự định trong tương lai của mình nữa. Và với bà tuổi thìn, trong ngày này cần phải chú ý xuất hành không được thuận lợi, điểm báo mất của, hao tài, cầu tài không có lợi hay bị trái ý nghịch lòng bạn tuổi thìn nhé. và tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa tinh thần sao nhã hiệu quả công việc không cao. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ chăm chỉ tiết kiệm tích góp cho tương lai. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc vợ chồng chia sẻ giúp đỡ nhau cùng vượt qua sóng gió. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc Kim tìm thấy động lực để cố gắng hứa hẹn thành công trong tương lai. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy nhìn xa trông rộng tính toán cẩn thận về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu tuổi thân tử vi tuổi tỵ thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ trong lúc này bạn mệnh sẽ chứng minh được năng lực thực sự của mình khi mà bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày tỵ mùi tư hội giúp cho công việc sự nghiệp của bạn mệnh phát triển rất chi là thuận lợi có thể gặp được quý nhân trong ngày quan hệ xã giao được hài hòa tình cảm cũng rất chi là tốt đẹp nữa. Và với bạn tuổi tỷ, cái vận trình của bạn, khả năng thăng tín trong cái thời điểm này là khá tốt. Bạn mệnh, hãy dồn hết sức mình để phát huy nhiều hơn nữa. Có thể bạn đang cách sự thành công một khoảng không xa nữa đâu nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi tỷ, lại đang gặp ngày có thương quan xuất hiện. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi tỷ nên cân nhắc cái việc chi tiêu sao cho hợp lý, chứ đừng có vung tiền tự do vô chính phủ như thời điểm hiện tại thì có làm bao nhiêu cũng không đủ ăn đủ tiêu đâu đó bạn tuổi tỵ nhá. về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa chứng minh năng lực khẳng định được vị trí bản thân. tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ quan hệ xã giao hài hòa tình cảm tốt đẹp. tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc nắm bắt cơ hội thành công trong tầm với. tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, cân nhắc chi tiêu thật hợp lý, tránh bạ đau vung tiền đó, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, quý nhân giang tay chào đón, khó khăn mấy cũng có thể biến nguy thành an. Với đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi dậu tuổi sửu tuổi thân tử vi tuổi ngọ thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này sẽ được thiên tài ban phước may mắn bội phần ngày này đối với những bạn kinh doanh buôn bán sẽ có được một ngày mua may bán bắt bán đắt dễ thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ những người làm công ăn lương cũng tràn đầy động lực và khí thế để làm việc do đó thành quả luôn vượt kế hoạch mà bạn đã đề ra còn đối với những người đã có gia đình rồi thì trong ngày thứ năm này đây là thời điểm mà bạn nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho nửa kia của mình. Thời gian trôi qua không trở lại, đừng để cho mình phải hối tiếc về sau này bạn tuổi ngọ nhé. Ngày này đối với bà tuổi ngọ cũng đang gặp ngày ngọ mùi tương hội mang tới cho bà tuổi ngọ có được sức khỏe dồi dào, chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao cùng một chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp cho bản mệnh có được một cuộc sống trường thọ và hạnh phúc nữa. Trong ngày này với bạn tuổi ngọ đang có được tin báo đầu tư thuận lợi, buôn bán đắt hàng, thi cử, phỏng vấn liên quan tới hồ sơ giấy tờ đều có lợi thế hơn người, ký kết hợp đồng, xuất hành đều rất chi là tốt bạn tuổi ngọ nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, mua bán đắt hàng, dễ kiếm được lợi nhuận cách xù từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy tình duyên ngọt ngào vợ chồng xuân sắc thủy trung. từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa khí thế hừng hực làm việc quên thời gian từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ gia đình là điểm tựa yên tâm nhất sau những dông bão cuộc đời hãy chăm sóc và yêu thương nhiều hơn nữa từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe nên thực hành thường xuyên. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. tử vi tuổi mùi thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi mùi á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi mùi đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này mang đến nhiều may mắn cho bạn tuổi mùi trên con đường công danh sự nghiệp với mình. Tuy nhiên, với bạn tuổi mùi, nếu không biết cách kìm chế bản thân, hành sự nông nổi, bản mệnh rất dễ đánh mất những thành quả mà bạn đã gây dựng bấy lâu nay nhé ngày này đối với ba tuổi mùi bạn cũng đang gặp ngày có màu khắc với thổ cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn không được tốt cho lắm vợ chồng nên chú ý ăn nói để tránh mâu thuẫn tránh cãi vã với nhau chỉ vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống tình cảm cứ tự như là êm đẹp hóa ra lại đầy những cơn sóng ngầm ở phía dưới. Bởi vậy, ông bà ta mới khuyên hãy uống lưỡi bảy lần trước khi nói bạn tuổi mão, bạn tuổi mùi nhé. Và trong ngày hôm nay với bà tuổi mùi, ngày này bạn rất dễ bị tình cảm chi phối công việc khiến cho việc hoàn thành công việc được giao trở nên khó khăn. Bạn mệnh tuổi mùi cần phải sáng suốt hơn với những cái quyết định của mình nhé và tử vi tuổi ất mùi thuộc kim cát hung song hành nên cẩn trọng trong mọi quyết định. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy nhẫn nhịn sẽ mang lại phúc báo về sau này. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa chú ý lời ăn tiếng nói, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ tình cảm chi phối, mọi chuyện không được như ý muốn. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc sáng suốt với những quyết định của bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. tử vi tuổi thân thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với ba tuổi thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của ba tuổi thân trong ngày này đối với những bạn đang quản độc thân đơn phương lẻ bóng sẽ được đào hoa trợ mệnh hình tượng đoan trang quý phái cái điều này giúp cho bạn tuổi thân gây dựng được sự tự tin vào bản thân mình sẽ sẵn sàng bày tỏ tình cảm với người mà mình yêu thương nữa rồi nhé. Tuy nhiên, đối với những người đã có gia đình thì với bà tuổi thân lại có phần hơi bảo thủ và cứng nhắc khi cứ khăng khăng làm theo ý của mình, chẳng để cho đối phương mở lời nối câu nào. Cái điều này rất dễ đẩy khoảng cách giữa hai người xa cách nhau đó bạn tuổi thân nhé. Chính quan xuất hiện cái điều này cho thấy với bà tuổi thân đang có được sự nghiêm túc cùng tinh thần làm việc có trách nhiệm giúp cho bà tuổi thân dễ tạo dựng được sự thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Đó là thành quả xứng đáng với công sức mà bạn mệnh tuổi thân đã bỏ ra từ trước tới giờ nhé. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy có phần bạo thủ để cao bạn ngạ cá nhân, dễ đánh mất điểm trong mắt mọi người, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa tận tụy với công việc hòa đồng với tập thể dễ đạt được thành công tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ vận đào hoa răng lối được nhiều người yêu thương tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim biết cách kiếm tiền tài lộc vượng phát tử vi tuổi canh thân thuộc mộc đoan trang quý phái trở thành tâm điểm của sự chú ý trong đám đông về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có thiên quan ngáng đường, cái điều này mang đến cho bạn tuổi Dậu một ngày không mấy yên bình với mình. Và với bạn tuổi Dậu, bạn muốn cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được lại tỷ lệ nghịch bấy nhiêu, điều ấy khiến cho bạn mệnh tuổi Dậu có đôi chút chán nản và thất vọng nữa. Bạn tử dậu trong ngày này cũng dễ bị kích động bởi những lời nói hay là hành động từ người xung quanh, dù chỉ là lời nói bông đùa, nhưng với sự cả nghĩ của bạn tử dậu, bạn cảm thấy như mình bị tổn thương. Và bạn tự dậu, bạn là tiếp người, có phần tin người mù quáng và có thể lụy tình, chúc lấy sự tổn thương cho mình nữa nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày màu khắc với Kim, cái điều này cho thấy với bạn tuổi Dậu nên cẩn trọng trong việc đi đứng để tránh những tai họa thương tật ngoài ý muốn xảy ra. Khi tham gia giao thông, bạn mệnh tuổi Dậu nên chấp hành đúng luật, đi đúng làn đường, không phóng nhanh vượt ẩu và đừng quên bội đội mũ bảo hiểm nữa bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, thực tế trái tưởng tượng. Bạn mệnh sẽ đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa hạn chế đi lại nhiều để tránh những họa tai bất ngờ có thể ập đến. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ thổ duy trì thái độ sống lạc quan tích cực mọi chuyện sẽ được hanh thông. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc hãy là chính mình dám làm dám chịu đừng để cho người khác đứng mũi chịu sào. Tử vi tuổi quý dậu của kim cần được an ủi để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. tử ừ, vi tuổi tuất thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cho nên với bạn tuổi tuất đang có điểm báo công việc của bạn cũng như là cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày này không được tốt cho lắm cụ thể công việc thiếu đi sự tập trung, không hiểu quả, tình cảm thì có nhiều mâu thuẫn, phức tạp nữa. May mắn là trong ngày này đối với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang có được chính tài đồng hành, cho nên với bạn tuổi Tuất sẽ nhận được nguồn trợ giúp từ phía gia đình, bạn bè để vượt qua giai đoạn khó khăn. Vì thế, dù có lâm vào nghịch cảnh thế nào đi nữa, bản mệnh cũng nên phải bình tĩnh và tự tin đối mặt sẽ ổn thôi bạn tuổi Tuất nhé thổ khí vượng, cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi tuất cũng không được tốt cho lắm. Bạn mệnh có thể sẽ mắc phải những cái vấn đề về đường hô hấp, các bệnh liên quan về cột sống, gân cốt nữa. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa, nhận được sự giúp đỡ kịp lúc, bình an thoát kiếp nạn. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, tình cảm có nhiều mâu thuẫn nên biết tiết chế bản thân. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, bình tĩnh đối diện với mọi tình huống có thể phát sinh với tâm thế vững vàng nhất. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim, sức khỏe suy giảm nên chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy dễ bị bệnh về gân cốt, cột sống nên cẩn trọng khi mang vác vật nặng. Về đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thân, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang có được báo hiệu cái chuyện tình cảm của bạn rất chi là tốt. Tình cảm là yếu tố được bạn mệnh quan tâm hàng đầu trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp được quý nhân dẫn đường trị lối cuối cùng với bà tuổi hợi cũng tìm được bến đỏ của đời mình nữa rồi nhé. Tình duyên được nở rộ chẳng cần phải quá nhiều thời gian để với bà tuổi hợi nhận ra mình cần phải trân trọng cuộc đời này và đã quên với cô đơn nhưng giờ bạn mới biết được hạnh phúc lứa đôi có thể sẽ thắp sáng một ngày đến thế nào nhé. Chính quan chiếu mệnh cái điều này giúp cho bạn tuổi hợi việc học hành, làm ăn, bội phần may mắn khi bạn mệnh học đau nhớ đó, làm gì cũng nhanh chóng vượt kỷ tiêu nhờ đó mà con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay rất chi là rộng mở. Về tử vi tuổi ất hỏi thuộc hỏa, tình duyên nở rộ, dễ gặp người thương, tử vi tuổi đinh hỏi thuộc thổ, hạnh phúc thắp sáng tương lai, tử vi tuổi kỷ hỏi thuộc mộc, học hành làm ăn tấn tới, phát tài, phát lộc. Tử vi tuổi tân hỏi thuộc kim, nhiệt tình, trách nhiệm đường công danh rộng mở, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, đào hoa răng lối, hạnh phúc ngập trong tầm tay. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ tuổi tí, tuổi Sửu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.